Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng thử thách hành hạ chiếc xe nhé. Xem khi mà chúng ta hành hạ chiếc xe này thì nó sẽ cho thì nó xảy ra những toa bay lên hoặc là rơi xuống thì xe nó sẽ tan như thế nào nhé. Đặt xe vào rồi rồi rất là bền, còn 82% máu thực sự một quả bay đi. Đây là chiếc xe trắng, nó là một binh bung lắp capo đằng trước, đằng sau vẫn còn, còn rất nhiều, còn 82% máu, rất nhiều các địa hình chúng ta có thể biểu diễn. Đây, biểu diễn các bạn, một pha ô tô bay cao, trời ơi, rất cao, tiếp đất cắt rồi, cắt xe rồi, cắt rồi, xe chúng ta cắt ở đây, cắt rồi, đẹp biết làm sao luôn. Đây là cái gì đây, một vòng tròn, vòng rất tròn. Taxi lên trên này. Ok. Mình đã hiểu cái vòng tròn này thực hiện một pha bay lên Zarif. Trời, bạn nhìn Zarif có chịu không? Đấy, trong ô tô đã ngồi bánh nó đã lung lay rồi. Bay lên trên, bay cắm zin như thế này. Zin như thế này. Nhưng mà chỉ chúng con vua vẫn còn nguyên, vẫn còn vua dụng một bánh, dụng một bánh luôn. Một bánh rồi, để nó có đi được không? Tôi vẫn đi được, đã màn vẫn đi được, dụng một cánh ô tô vẫn đi được. Dụng một cánh ô tô đi ngoan luôn. Đây là hố gì đây, hố tử thần. Hố tử thần đã chưa chết nữa luôn. Xe nó đã ơi. Xe nó đã bị chụp một bánh nhưng mà vẫn còn sống, rất là ngon, đi rất là ngon luôn. Nhưng mà chưa rồi, chưa có một cái chỗ đặt xe, chúng ta vào để nó đặt xe, lát xe lên. Đây là một game test alpha thì rơi của xe. Xe sẽ bị nát như nào khi mà vượt qua những chiếc ở bên dưới. Ôi là rắc ở đây rồi, nó khó rồi. Cố lên, ta chuẩn bị đến chỗ đập phá xe rồi. Ooh.
quá. Ghét xe luôn, chứ còn đi được không. Dụng nốt còn mấy bánh thôi. Nhưng còn mấy bánh. À vẫn còn 3 bánh. Nhà đã đi lại rất khó khăn này. Rồi đi nốt vào đây để cho nó đập lên. Nát luôn cái xe đi. Đấy lại rất khó khăn rồi. Nốt phát nữa thì chúng ta sẽ đi. Ơ được lên. Con thua. Không còn sống. Đã rất khó điều khiển rồi. Xe đã bị nát rồi. Mình sẽ sử dụng cái nitro. Rồi. Nó lên được. Một con ít rồi. Ui rồi. Con thua. Vẫn 10%. Thực hiện nốt một khóa chót để đời chết à. Đặt nhiều quá. Tông nhau lên. Đây như là đây đối đầu với lại chen rồi á. Đối đầu với chen rồi á. Đây chen rồi á. Tốc độ chúng ta đạt được đang là 60 mấy, 60-70 km/h rất cao rồi. Ố con nữa đâu có tiếng chen nữa. Đâm đi, đâm tôi đi. Có phải đằng trước không? Đằng trước đâm luôn đi. Dạ đã bốc khói rồi. Ngoài đời thì chắc không thực hiện được những pha như này. Đã tan xe và còn 3 bánh mà vẫn còn đi được tốc độ 90 km/h vào. Còn đều không thường. Nhưng không thấy tàu ngỡ đâu, chắc ta phải thực hiện. Và đi lên như này thì mới chết được. Ô bán thế, mình chết được. Tiếp đâu
hóa đâu. Không chưa thấy tàu hóa đâu. Còn có hai bánh luôn. Em mình còn hai bánh. Thưa các bạn, còn hai bánh. Vẫn đạt được tốc độ 80 km/h, 90 km/h. Kinh khủng thật. Chiều không chở 150 km/h. Rồi nó còn chả hơn là cả lúc còn ba bánh, còn này nó cũng chả hơn là lúc còn ba bánh. Pha này chết không? Điền tàu không cần gì à? Hai bánh xe ô tô, hai bánh các bạn nhìn cá đạo à, đây rồi. Ui, không chết à?